Rồi. Hai, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ quay thêm cho anh chị xem chiếc điện thoại Nokia 6120. Ngày xưa từng làm mưa làm gió trên thị trường Nokia. Con này là mới 100 dăm luôn nha anh chị. Đúng ra là em nhập về nó còn cái siêu bọc luôn á. Nhưng mà tại vì em lộ luôn rồi. Em lộ ra để em biết là trong đó có máy không. Tại người bán cho em nói là cái siêu đừng lộn, lộn nó quý hiếm lắm, đừng lộn để nó giá trị hơn. Thì ông đó ông lấy tiền của em luôn luôn rồi, ông lấy tiền xong ông đi, thì ai biết là lỡ tự nhiên ông đi mở ra có hợp không sao, đúng không? Em lộn luôn, chắc cú. Thời buổi này bây giờ là không tin tưởng ai hết đó. Đó, rồi ok. Con này đặc biệt được cái hợp mới tin. Đó. Thấy không? Đầy đủ thông tin cho anh chị. Đó. Mới keng. Nhà mạng. Rồi. Con này á là nước ngoài gửi về nhưng mà chưa mở mạng nha anh chị. Em mở mạng là một nút chặt thôi, nhưng mà đây em chưa mở mạng. Em sẽ quay cho anh chị xem chơi thôi. Đó, bên trong. Không rồi ok, trong hộp nó có một cái thẻ nhớ nhỏ 52 MB đó, cục sạc chui nhỏ, sạc này cũng lạ nè, không hai chân này ngày xưa cũng vậy đó. Nhưng mà nói chung là em khẳng định là sạc Nokia sạc rất là bền. Còn bây giờ thị trường bây giờ mà sạc lô thì nó chịu thôi. Đó. Này quảng cáo bịch hút ẩm luôn. Nè. Hút ẩm. Rồi. Cục pin zin. Pin này sạc chung với 3220 rồi đó. 3220 đồ tùm lum hết đó. BL5B. Đó. Bình duy nha anh chị. Rồi. Đằng sau lưng của nó là sợi tai nghe Zin New. Này 2.5 à. Rồi, để qua bên luôn. Ở dưới đây có gì không? Sợi cáp USB. Cái chuôi này giống như Motorola vậy đó. Thấy không? Nè. Kết nối. Lại là Made in Thái Lan. Rất là đẹp. Cáp mới chưa xài. Cái hàng mới mà em mở cái hộp ra em nghe nghe, nghe một cái mùi giống á, cái mùi mới á. Em khoái lắm. Nó thật sự luôn á, không có xạo đâu. Đó. Y. Cũng có sổ sách đầy đủ. Hướng dẫn đầy đủ, đúng không? Ủa đây không có dĩa hết ta? Đĩa này, này hả? À đây đây đây. Đó, dĩa đàng hoàng nha anh chị. Nói thẳng luôn, bây giờ mà ai mà rảnh á, mà dựng lên cái máy này, mà giỏ lô dựng lên cái này cũng cực đó. Đi kiếm cái dĩa này, mà ghi cái dựng cái số này, cái gì làm thành này cũng, em thấy là rất là mệt. Đó, rồi, ok. Cuối cùng là cái máy. Ủa, tự nhiên quay xong máy đâu rồi? À, ok đây, sorry anh chị. Lo bị liệu. Đây. Con máy huyền thoại. Mới tinh trăm trăm nha anh chị. Chưa sử dụng. Đây. Cái siêu màn hình nè. Còn đây nè. Thấy không? Lột luôn. Nhà mạng. Đó. Mới tinh. Sau lưng.
Cái này nó hơi em cầm hồi tay thôi chứ mới tin à. Đây. Em lao cái cho anh chị xem. Này mới thế nào. Đó. Nắp lưng cũng logo nhà mạng luôn. Thấy không? Nút nguồn. Loa. Chủ yếu thể nhớ. Đó. USB, tai nghe, cục sạc. Rồi, đơn giản vậy thôi. Thấy không? Mở nắp lưng ra. Bên trong máy tính. Anh thấy không? Đó, Made in Korea rồi, email rồi, chuẩn hết nha. Em một khi em quay là em nói chuẩn là chuẩn nha, khỏi lo gì hết. Anh nào tin thì cứ tin, rồi anh nào không tin thì YouTube một ngày em quay mà thấy chữ lộn cũng mệt đó, thiệt. Trời ơi, mấy ông tướng cũng bao vô chữ lộn mệt lắm. Đây. Đó, email 64024 thôi, đơn giản vậy thôi. Thấy không? Le lói thôi. Rồi quá trời trời chết luôn rồi. Bây giờ á, con này á, đúng ra á, là chưa mở màn nha anh chị, thì em sẽ mở clip cho anh chị coi nó chưa mở màn thế nào. Khi mình bỏ sim vô, đẩy lên, mình bỏ pin vô, nắp thôi, thổi nắp đi, để luôn đi, mở nguồn đó, mở nguồn nó sẽ báo. Mở nguồn nó sẽ báo đó. Đây em đọc theo tiếng Việt nha, sim card not valid cho nó vui thôi, giống như tiếng Việt là nó dịch ra là tiếng Việt là sim không hợp lệ đó. Thì con này muốn muốn mở mạng thì phải đi mở mạng thôi, cái này em mở mạng được nha, em chỉ cần unlock thôi là show ok thôi. Nhưng mà tại hôm nay em đang công việc quá em không đi unlock được, em chỉ thích quay cho anh chị xem là cái giá trị của hàng mới nước ngoài gửi về là nó vậy đó, chưa mở mạng đó. Rồi thì mình muốn test chức năng thì mình vô trong khỏi cần sim thôi, đúng không? Đó giờ đến năm lần vô đó, thấy không? Rồi mở nguồn đi nè, chuẩn logo nha, chuẩn logo đàng hoàng nha, nè logo này phải mở nguồn có logo đàng hoàng không bậy bạ nha. Nè chị coi nè, hàng zin cầm mượt. Con này là biết bao nhiêu kỷ niệm của nhiều anh xài á. Đó, thấy chưa? Nè, lên logo, chạy. Xuống, đó, đúng chưa? Đúng luôn. Đúng luôn. Pin hơi yếu. Đó. Bây giờ thử vô nghe chuông thử coi. Ủa, thì thêm mà quên đây. Đó, nghe. Ok đi. Được, ok đi, mình lên vô thử chuông khác. Đó. Cái hàng đâu ra mà zin chuẩn á, cái âm thanh nó nghe không chê đâu được, khẳng định 100%. Không bây giờ kiếm miếng ghè cũng không ra nữa. Đó, thấy không? Chuông hay nè. Rồi, ok. Em đi test sơ cho chị xem thì thôi. Chức năng của nó thì nó cũng như những cái máy khác. Ngày xưa Nokia nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vô menu. Media
camera đang báo là không có thể nhớ. Rất đẹp nha anh chị, ở ngoài cảm nhận camera mà hàng zin rất đẹp nha. Đó anh chị coi chứ, ở ngoài em nhìn rất đẹp lắm á. Đó, đặc biệt con này á, ngày xưa mà em bán những cái hàng mà cũ á, là cái con này là dành cho những anh chị mà bị khiếm thị á, là như là trong top những cái máy này là máy này nè, C5 nè, EB1, EB2 là những anh chị khiếm thị mà mua nhiều nhất. Tại vì cái máy này đặc biệt nó cài được cái ứng dụng mà dành cho người khiếm thị. Đó, cho nên em quay clip vậy thôi. Đó, quay clip cho anh chị xem để hiểu. Đó, thẻ nhớ đầy đủ nha. Chức năng thì cũng đơn giản thôi nha. Đó, tai nghe thì đủ. Anh chỉ mua về cứ bụp gắn vô thôi. Đó, tai nghe gắn vô đây. Đó, nó hiện liền luôn. Đó, thấy không? Nhớ nghe. Vậy thôi. Hàng này hàng mới 100%. Bảo đảm nè, bây giờ em bấm chữ, bấm cái lai thăm đó là sao thăng 927026 89 thăng nè, ra bao nhiêu chưa gọi cuộc nào luôn nha, tại vì nó chưa mở mạng sao mà gọi, đúng chưa? Chắc chắn là ngày mai em mở mạng, em mở mạng xong rồi em sẽ bán cho anh nào đam mê kỷ niệm sưu tầm. Đó vậy thôi, rồi chúc anh chị vui vẻ nha.